Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện một cái chương trình và trên một cái phiên bản mới, tôi lấy tên nó là Dynamic Forum, thì tôi xin đi vào cái chương trình này. Thưa Nguyễn Xuân Nghĩa, theo chỗ chúng tôi hiểu thì ít nhất là có hai nhân vật quan công. Một nhân vật quan công được mô tả rất anh hùng trong cái truyện giả sử tuyệt tác, tức là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Một nhân vật quan công ở trong chính sử của Trung Quốc thì người ta có cảm tưởng là cái nhân vật nó không lấy gì làm anh hùng lắm. Và cái điều thứ ba mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nêu lên với ông đó là cái phong trào mà bắt đầu dùng cái tượng quan công để thờ đó thì đã có từ hồi nào và ai là người chủ trương cái chuyện đó? Tôi nghĩ rằng là từng việc một đó, mình nói đầu tiên hết tất cả là cái nhân vật quan công ở trong trong truyện giả sử, cái tuyệt tác một trong sáu cái cuốn gọi là hay nhất của Trung Quốc đó, đó chính là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Thì đấy là mình phải nói đó là cái sáng tác tập thể, tức là đời này qua đời kia kể chuyện những cái sự tích về kia. Sau đó đến ông Trần Thọ, ông hiệu đính nó lại, và cái người mà tác giả mà viết lại từ đầu đến cuối rất là hay đó đó, ngòi bút rất tuyệt đó là ông La Quan Trung. Thế thì ông La Quan Trung đó đó, ông dựa trên cái quan điểm thời đó, chính trị thời đó là coi như là nhà Hán mới là chính thống. Thành ra trong ba phe gọi là Ngụy, Thục, Ngô đó đó, thì cái phe gọi là Hán Thục đó, đó là phe chính, và những nhân vật mà bên phía Hán Thục đó, đó là được nổi bật nhất. Và trong đó 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 thì ông ấy viết lại nhiều cái giai thoại rất là đẹp về ông quan công, mà trong khi đó 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 thực sự ra nó lại không có thực tế. Và trả lời một cái câu hỏi của anh Thái đó, đó là ai là cái người mà bày ra cái chuyện thờ quan công đầu tiên hết, thì tôi nghĩ rằng là đấy là ông Tào Tháo, chính Chính là Tào Tào Tháo lại Tháo. là người là Tại vì bên Đông Ngô giết quan công xong, sợ bên Hán Thục họ trả thù, thành ra đó đó là gửi cái xác của quan công, mà xác không có đầu, qua bên phía Bắc Ngụy, tức là phe của Tào Tháo. Thì Tào Tháo cũng biết cái đó là cái kế gọi là di thi giá họa, tức là đưa cái xác chết để gieo cái họa cho người khác. Thành ra Tào Tháo lại làm một cái lễ chôn cất rất là cẩn thận, đàng hoàng. Và chính Tào Tháo đó đó mới là cái người mở ra cái gọi là phong trào thờ cúng quan công. Sau đó đó, đó nếu như ta có thời giờ có thể rằng là nhiều đời kế tiếp làm chuyện đó. Trước hết đó, đó là đời Tống ở bên Tàu đó, đó thì coi ông ta đó đó là một ông thần hộ quốc của đất nước, bảo vệ quốc gia đó. Xong đến đời Thanh Càn Long đó, đó thì là tôn ông đó là lên hàng đế, tức là trung thành, trung nghĩa, vũ thần đế cơ, đại đế đó. Thế rồi nhiều tướng sĩ Mãn Thanh thời đó là còn treo hình quan công trên ngực, làm giống như là cái thứ bùa hộ mệnh đó. Thế rồi vì cái truyền thuyết mà quan công ưa đốt đuốc đọc kinh Xuân Thu, thì người ta lại còn đưa lên cái vua Hàm Phong nhà Thanh đó, là đưa ông quan công lên một hàng gọi là đại văn hào, ngang hàng với ông Khổng Tử nữa. Rồi các cái phong trào mà phản Thanh phục Minh vào đời Mãn Thanh đó đó thì dựng lên những cái miếu thờ quan công. Thực sự ra đó là những cái trung tâm giao liên của cái phong trào gọi là kháng chiến chống lại nhà Mãn Thanh. Thế và cái hiện tượng đó nó rất phổ biến ở miền Nam, và cái nơi mà bây giờ người ta thờ quan công nhiều nhất đó là chính là Hồng Kông, và tại ở cái vùng mà gọi là Đông Nam của nước Tàu đó, thì cái ảnh hưởng đó nó lan qua Việt Nam, và Việt Nam thì cũng lại đi ra học được cái tụ tập như vậy. Cho tôi hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa ngay là nếu mà Tào Tháo là cái người đầu tiên lập ra cái việc thờ quan công đó thì đó là trong chính sử hay là trong giả sử Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa? Tức là thực sự ra đó đó là trong trong gọi là trong chính sử nó cũng đã có đến cái chuyện đó rồi. Tức là trong chính sử thực tế ra thì quan công chết vì tay Đông Ngô, và Tào Tháo đó đó là nhận cái xác chết đó, là biết cái đó là mưu của Đông Ngô để gieo họa cho mình, thành ra giải cái mưu đó bằng cái cách đó đó là làm cái lễ gọi là chôn cất rất là trọng thể. Nhân vật quan công ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa được mô tả là một con người cương trực, anh hùng, giỏi võ, thẳng thắn. Còn với những người đọc chính sử đó, thì thưa ông Nghĩa, người ta lại đưa ra một cái nhận xét
là nhân vật Quan Công thì cũng tầm tầm thôi chứ không có gì nổi bật lắm. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái nhân vật mà cũng khá tệ, nó là đằng khác. À, tức là trong thực tế của lịch sử thì vào đời Đông Hán đó, đó có một nhân vật tên là như vậy. Không biết rằng là ông sinh năm, người ta đoán và khoảng chừng năm 1600, à quên xin lỗi, năm 162 ở tại tỉnh Hà Đông. À, cái ngày sinh của ông thì nó không có chính xác, nhưng mà chắc chắn thì ông chết đó là vào năm 220. À, khi một cái cục diện tam phân đó, đó của nước Tàu nó vừa mới thành hình thôi. À, đấy là cái nhân vật vào cuối đời Đông Hán và có góp phần xây dựng lên cái tình trạng gọi là nước Tàu chia ba. Và trong thời kỳ đó, đó, đó tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn ở trong cái gọi là Ách Bắc thuộc và cái phía Đông Ngô đó, đó ở phía nam của nước Tàu đó, đó. Thì chính là cái hệ thống của cai trị nước Việt Nam của chúng ta. Và người Việt Nam mình thì ai cũng thuộc chuyện Tam Quốc hết, mà không để ý rằng là cháu của Lục Tốn, Lục Tốn là cái người mà dựng mưu ra mà giết Quan Công đó, đó, cùng với lại Lã Mông đó, đó. Thì cháu Lục Tốn tức là Lục Trận về sau làm thứ chử sử ở Giao Châu và là cái người mà cầm quân đánh bà Triệu trong 6 tháng là khởi nghĩa của bà Triệu của mình đó, đó, và khiến cho bà Triệu phải tư trầm mà chết đó. Vào năm 225 thì chúng ta đều thuộc sử Tàu mà chúng ta không để ý sử ta. Và cái tên ông Quan Công, ví dụ như là tên ông là Quan Vũ nhé, tên tự tức là cái tên lịch sử đẹp đó là Vân Trường hoặc là Trường Trinh, thì là một cái người có thể là giỏi võ nhưng mà gốc gác thì tức là ông ấy có thể tính khẳng khái, nóng giận người khác, và vì chuyện nóng giận nó mới giết người, nó phải đi trốn, và đi trốn vào đến cái huyện Trác ở cái tỉnh Hà Bắc. À, và ở nơi đó thì ông mới gặp ông Lưu Bị và gặp một cái người sinh ở tại huyện Trác đó, đó là Trương Phi. Trương Phi. Thì ông Quan Công đó, đó là một cái anh có thể giỏi võ. Người ta cứ kể ông cầm một cái thanh long đao mà nó nặng cỡ chừng tính đời này cỡ chừng 40 kg. Và ông Lưu Bị thì cháu, con cháu họ Xa của đời nhà Hán, nhưng mà cũng gia đình đói rách, thành ra đi ra gọi là bệnh chiếu với lại đan dép để sống qua ngày. Cái người mà khá nhất ở trong ba anh em đó là chính là Trương Phi. Tức là nói theo cái tiêu chuẩn của mấy anh cộng sản bây giờ đó, thì Trương Phi tức là một anh Trung Đông, có trang trại, có gia sản ở kia. Chính Trương Phi mới là cái người đề nghị ba anh em mình kết nghĩa với nhau và hưởng ứng cái chuyện mà gọi là lời kêu gọi dẹp loạn khăn vàng đó, rồi mới trở thành nổi tiếng. Như là trong ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi mà cái tích gọi là kết nghĩa vườn đào đó, thì Trương Phi là cái người mà khá giả nhất. Bây giờ trở lại nhân vật Quan Công, theo cái sự ghi nhận của ông Nghĩa trên chính sử cũng như giả sử đó, thì những cái điểm nào của Quan Công mà ông Nghĩa cho là không được? À, tôi nghĩ đầu tiên hết, trong gọi là giả sử, trong chuyện kể thì coi ông là nhất về đủ mọi mặt tất cả. Và ông là một trong tam tuyệt của, tức là ba nhân vật gọi là kiệt xuất của chuyện Tam Quốc. Trong thực tế ra trong lịch sử đó, đó thì nó có nhiều chi tiết sai. Đầu tiên thì tất cả đó, đó là Quan Công không phải là cái người giết cái anh tướng gọi là Hoa Hùng bên phe Đồng Trạng. Tại vì Hoa Hùng đó, đó là thực sự rất là chết lúc đó, đó đó là trong cái vụ mà tất cả các cái sứ quân, các cái nhóm phe nhóm đó, đó kết hợp lại để cùng tấn công Đồng Trác đó, đó lúc đó là Lưu Bị chưa thành hình, chưa có mặt, và Hoa Hùng đó, đó là bị Tôn Kiên giết chứ không phải là bị Quan Công giết như là ở trong giả sử. Nhưng mà cái chuyện đó, đó, đó nó nhỏ, nó là chi tiết sai nhưng mà nó không đáng kể. Cái chuyện quan trọng nhất đó, đó là cái tính kiêu mạn của ông này, cái tính háo sắc của ông này, nó ngược với lại cái chuyện có háo sắc, Quan Công có háo sắc, có háo sắc và làm hỏng cái mưu kế về ngoại giao lúc đó. Thí dụ nói về cái chuyện háo sắc thì tự nhiên thì mình nói này có vẻ giống như là tại vì bây giờ mình đang chống Tàu một cái cách cực đoan và quá khích đấy. À, cái mùa thu năm 198 thì Tào Tháo và Lưu Bị đó, hợp quân đó, đi đánh Từ Châu để diệt trừ Lã Bố, là một cái anh tướng rất giỏi của bên phe Đồng Trác đó, và sau là anh cũng dựng người miền Nam đôi khi gọi là Lữ Bố đó. Ở Lữ Bố đó
Thế thì Quan Công có dự cái trận bao vây này của quân Lã Bố, và lúc đó thì Lã Bố mới đưa dâng vợ của mình cho Quan Công để xin tìm cách là giải vây để cầu hòa. Thì Quan Công nhìn thấy đó, bình thường ra thì một là gạt phắt đi, hai thế này thế kia, nó không. Quan Công lại thắc mắc, có suy nghĩ, thấy nàng đẹp thật, thế rồi hỏi ý Tào Tháo. Mà khi mà Tào Tháo thấy Quan Công hỏi ý mình nhiều lần như vậy đó, thì Tào Tháo cũng lại để ý xong thì thấy cái nàng này đẹp thật. Tôi không biết cái đó là có phải là đua thuyền hay không, cái chuyện đó người ta không kể, nhưng mà trong chính sử thì nó rõ ràng. Cuối cùng Tào Tháo vồ luôn cái anh này, vồ luôn cái cô này của Lã Bộ, mà đương nhiên không có cái chuyện giảng hòa. Thì những cái chi tiết đó cho thấy rằng là nếu mà bình thường ra đó, đó là đang đi đánh trận các thứ, mà thời ngày xưa chúng ta cũng nên hiểu rằng là người ta cũng có thói quen khi mà bắt được phe địch đó, đó là cái phụ nữ chính là chiến lợi phẩm. Thì cái chuyện đó về đạo đức thì người ta không có phê phán, lúc đó giống như cái quan điểm của chúng ta thời nay. Thế nhưng mà ít ra đó thì đấy không phải là một cái nhân vật mà gọi là phò nhị tẩu, tức là cam nghi phu nhân, xong rồi đốt đuốc đứng ở cửa phòng chứ không có đi vào trong đặng để không có dị nghị. Thực sự ra bố mày thì cũng hơi có cái chất mắt la mày lét. Như vậy là trong giả sử Tam Quốc Chí diễn nghĩa thì hẳn là quý khán giả cũng nhớ cái chi tiết mà là Quan Công phò nhị tẩu, tức là đã đốt đuốc ngồi đọc sách cả đêm để cho thấy rằng cái tính cương trực của mình là không thèm chạm vào cánh cửa của hai người vợ của Lưu Bị. Hai bà chị dâu đó. Nhưng mà trong chính sử thì cứ nói đến cái chi tiết mà Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới kể, đó là cũng có gọi là mắt la mày lét với một cái người mà hầu của Lữ Bố, hay là gọi là Lã Bố, mà người hầu đó vì sau bị Tào Tháo cướp mất. Nhưng mà ngoài cái tính háo sắc như ông vừa mới đề cập, có một cái sự khác biệt giữa chính sử và giả sử, cái tính hẹp hòi sao, ông có bằng chứng nào? Tôi nghĩ nó có chuyện như vậy, tức là trong bên phe gọi là Hán Thục của Lưu Bị có ngũ hổ tướng, năm ông tướng nổi tiếng nhất. Thế thì và đứng đầu đó là người ta kể đấy là Quan Công, coi như thế vì võ giỏi nhất. Cái thứ hai nữa là lại là em kết nghĩa sát với lại Lưu Bị. Thật ra đó đã nói về tài năng của ông đó là chưa chắc đã bằng Triệu Tử Long. Triệu Tử Long là cái người giỏi võ mà còn có mưu lược nữa, và nhất là ở trong cái thế bí khi mà thất trận và tìm cách thoát hiểm đó, là lúc mà phải có nhiều mưu nhất, thì Triệu Tử Long mới là cái người có đầy đường lược thoát được cái trận đó và còn cứu được A Đẩu, tức là Quan. Trận này đương dương Trường Bản không? Thì cái trận đó mà trong khi đó thì Quan Công vẫn tỏ vẻ kèn cựa. Một chi tiết khác nữa đó là lúc mà bên phía Lưu Bị kết hợp được Mã Siêu ở phía Bắc, tức là thuộc cái tộc Khương đó, thì Quan Công gửi thư qua cho không cho Khổng Minh hỏi xem Mã Siêu với tôi đó thì tài can ra làm sao. Bảo không, Mã Siêu đó thì chỉ được bằng cỡ Trương Phi thôi chứ làm sao bằng ngài được. Thì là Quan Công cầm cái thư đó đi khoe khắp người tất cả. Thưa quý khán giả, trong ngũ hổ tướng của thời Tam Quốc thì gồm có Quan Công, gồm có Hoàng Trung không ạ? Lão tướng Hoàng Trung, Triệu Tử Long, Trương Phi và Mã Siêu. Thì cái chi tiết vừa rồi của Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới nêu lên cho thấy rằng cái tính mà hẹp hòi, hoặc là có chút ganh tị, hoặc là cũng có cái chút gọi là hay khoe mẽ của Quan Công là có thật. Thưa Nguyễn Xuân Nghĩa, cái này chúng ta nói đến những cách ứng xử của nhân vật Quan Công đối với bên ngoài, có những điểm nào ông cho là nổi bật? Tôi nghĩ rằng là chính Quan Công đó là cái người mà phá vỡ cái chiến lược gọi là Bắc thì là cự với lại Tào Tháo, mà Đông đó thì là hòa với lại Tôn Quyền. Chúng ta nhớ hồi đầu đó là Lưu Bị thực sự chưa có lực lượng gì cả, và chính ra là phải mượn, tức là chiếm tạm cái đất Kinh Châu của Đông Ngô. Sau đó thì lúc mà phát triển cơ sở vào phía Tây, gọi là Tây Xuyên, tức là cái vùng Tứ Xuyên bây giờ của nước Tàu đó, thì Khổng Minh phải đi ra phát triển cơ sở chỗ đó, thì giao lại Kinh Châu đó cho Quan Công. Và đấy là một cái sai lầm. Thế thì khi mà quân Tào Tháo kéo xuống đó thì bên phía Đông Ngô đó là đã muốn gọi là tăng cường cái liên minh với lại phía Thục Hán, tức là gọi là Tây Thục đó. Thì một người anh ruột của
Khổng Minh, Gia Cát Lượng, đó là ông Gia Cát Cẩn, đại diện cho phía Đông Ngô, gần như là trưởng phái đoàn ngoại giao đi qua đó, đã đề nghị là hai bên kết ước với nhau và tăng cường cái mối quan hệ bằng cách là làm xui ra, tức là tôn quyền đó là xin gả con trai của mình để lấy con gái của Quan Công. Thì đây là cái câu Quan Công trả lời cho Gia Cát Cẩn: con gái của tao đó, đó là Thuyết Kim tiểu thư, đời nào mà lấy cái thứ con của cái loài chó ngựa giống như thằng Tôn Quyền. Ta nể ông đó, đó là anh của Phòng quân sư. Chứ không có đáng nhẹ ta mượn luôn cái đầu của ông đó. Tức là phá vỡ cái đó và lại còn nhục mạ người ta. Và thực tế ra thì như là chúng ta đã trình bày trong khi trước đó, thì ông này đó, ông cũng có thể giỏi võ thật, nhưng mà ông đi ông bắn tàu hủ, trong khi đó là gia đình của Tôn Quyền đó là Tôn Sắc, người bố là Tôn Kiên đó, họ là mấy đời đó, đó là thế gia vọng tộc của vùng Giang Đông rồi. Thế mà ông đã phá vỡ được cái, ông phá vỡ cái liên minh đó và gây ra khó chịu cho bên phía Tôn Quyền, và vì vậy đó, đó thì Tôn Quyền mới lại lập mưu đánh chiếm Kinh Châu và làm cho Quan Công bất mạng. Và không những vậy đó, đó Quan Công bất mạng xong đó, đó thì Lưu Bị cũng lại là cái người mà gây ra một cái sai lầm nặng. Ông nhất định là ông đòi trả thù cho cái chết của Quan Công, tức là tấn công lại phía Đông Ngô. Và ông có nói cái câu như thế này, ông bảo rằng là bây giờ em của ta chết rồi thì ta còn có lo gì, ta còn thiết tha gì đến phú quý vinh hoa. Thì chúng ta phải nhớ rằng là ông ấy lên làm vua, ông xưng vương, sau đó đến ông xưng đế đó, đó là chính là vì bá tính, vì người dân, nhưng mà vì cái chuyện vinh hoa. Mà bây giờ đó là vì cái mối tư thù ở trong gia đình của người em mình bị chết đó, đó là nhất định tấn công lại bên phía Đông Ngô, và cuối cùng sau là cũng bỏ mạng ở Bạch Đế Thành, và cả một cái gánh Giang Sơn đó, đó là rớt vào vai của Gia Cát Lượng. Cái nhân vật Quan Công còn một cái chuyện này nữa, đó là khi mà ông ấy bị phía Đông Ngô lấy cái đầu, thì chúng ta thừa biết là phàm đã là tướng đi ra ngoài mặt trận thì phải xem cái sống cái chết nhẹ như một cái lông hồng, đó là chúng ta vẫn nói như vậy. Đó là chưa kể trong cả chính sử lẫn giả sử đó, thì nhân vật Quan Công này đã từng cầm cái thanh gọi là thanh long đao, phải không ạ, nặng 40 kg như ông nghĩa nói kỳ trước đó, là chém không biết bao nhiêu đầu của kẻ địch, có hàng vạn đầu rơi rồi, tới lúc bị kẻ địch nó lấy lại cái đầu. Mà theo như là giả sử của Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa thì đêm nào cũng hiện hồn về, ông bảo trả cái đầu ta đây, trả cái đầu ta đây. Thì cái điểm đó cũng bị dân gian người ta phê phán, nghĩ sao? Vâng, tôi nghĩ rằng là cái đó cũng đúng. Và sau đó thì trong chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa thì may là có một ông sư, hình như là tôi không nhớ rõ, ông Phổ Chiêu gì đó chẳng hạn đó, thì ông cũng khuyên giải, và ông nói rằng là ông đã chặt đầu bao nhiêu người, thì nếu mà tức là nôm na ra đó là ông muốn giải được cái nghiệp đi. Thì ông nói chuyện đó thì cái điều đó nó cũng đã cho thấy một phần nào cái tính chất gọi là hẹp hòi như thế, chứ bao nhiêu người đi chết trận chứ. Thành ra cái việc đó nó cũng trở nhưng cái quan trọng nhất đây, tức là ông phá vỡ cái kế hoạch đó, và từ đó đó là ông làm cho nhà Thục đó là suy yếu. Thì cuối cùng sau đó là nhà Thục, xong rồi đến nhà Bắc Ngụy đó, đến con cháu Tư Mã Ý rồi là cũng lấy đoạt ngôi của Tào, con cháu của Tào Tháo, tức là Tào Phi đó. Về sau đó thì cuối cùng sau là Đông Ngô thì cũng sụp đổ, và lúc đó thì là Trung Quốc đi qua một cái giai đoạn mà tôi cho rằng là hắc ám nhất lịch sử của họ, là đời con cháu Tư Mã Ý cầm quyền đó, gọi là đời gọi là nhà Tấn đó. Đấy là cái thời mà văn nghệ sĩ bị đàn áp, thời mà gọi là có cái chế độ độc tài hạ ác, và có thể rằng là nó làm cho những cái người mà đang lãnh đạo Hà Nội thời nay nó có thể nên lấy đó làm gương. Ở trong cái chiến lược mà phía Bắc chống lại Tào Tháo và phía Đông hòa hoãn với phía Tôn Quyền, thì rõ ràng cái thái độ của Quan Vân Trường mà phủ nhận cái hôn lễ được ông Gia Cát Cẩn đề nghị đó, thì đã phá vỡ cái cuộc liên minh đó. Đó là một cái, tôi nghĩ rằng là một cái sai lầm rất nặng về mặt ngoại giao. Vâng. Mà khi mà đã lên đến cái vai trò rất lớn đến như vậy rồi đó, thì đấy là một cái điều mà nó tai hại cho cả nhà Hán, gọi là bên phe Thục Hán. Trong cái lần phát hành kỳ trước thì ông Nghĩa có đưa ra một cái chi tiết
là trong cái phong trào mà phản Thanh phục Minh của phía bên Tàu đó, thì họ dùng cái biểu tượng là quan công và coi như đó là một cái hội kín. Nhưng mà đó là phía bên Tàu thôi. Nhưng mà cái điều tôi lấy làm ngạc nhiên đó, là từ Nam chí Bắc tới Trung của Việt Nam đó, là cái số người Việt Nam mà thờ quan công ở trong nhà rất là đông. Tôi nghĩ cái thì nó có cái nguồn gốc nào không? Nó có lý do. Thế đầu tiên hết tất cả đó là tôi đếm được đó là nó có Việt Nam mình đó là có 11 cái miếu, đền miếu của người Việt Nam dựng lên để thờ quan công. Thí dụ như là cộng đồng người Hoa mà lưu vong sống ở tại đất nước của mình đó, thì họ có thể họ làm chuyện đó, họ lập ra những chuyện đó không sao cả. Nhưng mà ngay ở tại Việt Nam và trong 11 cái ngôi đền mà do người Việt Nam dựng lên đó thì nó có 7 ngôi đền đó là ở tại miền Bắc. Thì tôi cho cái đó nó cũng phản ảnh một cái tinh thần mà có nhiều kỳ chúng ta đã nói, đó là tự Hán hóa. Tức là mình đi lấy hào quang của xứ khác thì mình đeo lên ngực của mình. Thế mình đi mình mượn những cái chuyện đó. Đó là cái điều. Thì có thể rằng là người Hoa đó, người ta tin rằng là ông này đó là người ta thờ ông, phong tục về các cái cơ sở làm ăn vậy, thì họ nghĩ rằng là ông quan công đó là ông trừ được trừ tà, ông chặn được cái dữ, và ông lại là cái người đi bán tàu hủ ngày trước, tức là ông cũng là một anh thương gia hoặc là tiểu thương con thì may ra có thể rằng là nhờ cái đó để giúp cho làm ăn khấp khá. Thì chúng ta phải tôn trọng tín ngưỡng của người khác, và những người Ấn, người Hoa hay người Hồi đó trên đất nước chúng ta, họ có thể họ dựng miếu đền, họ thờ thần linh của họ, thì chúng ta phải tôn trọng. Nhưng mà mình lại đi ra mình mượn thần linh của người ta đó, mà mình nhìn thấy đó nó không có cái cơ sở ở dưới, hợp lý ở dưới đó, thì nó cũng, thì tôi lấy thí dụ như là các cái cơ sở làm ăn của chúng ta, người Việt chúng ta đó có thể là thờ thủ công. Thì chúng ta nhớ cái câu mà ông bà mình vẫn cứ hay nói là đất có thổ công, sông có hà bát, thì có thể được. Hoặc là thờ một số những cái cơ sở mà thiên về nghệ thuật đó, thì thờ ông thần Bạch Mi, tức là một ông lông mày bạc trắng đó, có thể người ta nói là cái đó đây chính là ông Quả Trọng ngày xưa. Mình nói cái này có thể rằng là các nghệ sĩ trình diễn đừng có giận, nhưng ông đó tôi là tại vì được cái giới mà gọi là ca hát đó, họ thờ ở bên Tàu từ lâu đó. Là tại vì ông là cái người mà cho phép mở thanh lâu đầu tiên tất cả, tức là quốc hữu hóa cái nghệ thuật gọi là mỹ nữ đó. Thì ít dần ông có cái sự hợp lý. Đằng này cái ông quan công này đó mà mình cũng để thờ thì tôi thấy nó không có hợp lý. Nhất là khi mà chúng ta so sánh lại đó, chúng ta có một nhân vật lịch sử được người dân Việt Nam, người nhân vật duy nhất đó, phong làm thánh, tức là Đức Thánh Trần, tức là ông Trần Hưng Đạo Vương đó. Thì đếm ra tôi nghĩ là chúng ta có 7 nơi có đền thờ Trần Hưng Đạo, so với lại 11 nơi có những đền miếu thờ ông quan công, thì tôi thấy cái đó cũng hơi bất công với lại ông thánh của chúng ta. Và thực sự ra đó là ông Trần Hưng Đạo anh hùng dân tộc, và khí độ của ông với đó nó kinh khủng. Có khi nào cái lối này cũng nằm ở một phần, nói quý vị văn nghệ sĩ cầm bút thứ lỗi cho, là cái sự đào sâu và tìm cách phổ biến cái nền văn hóa mà những bậc anh hùng của Việt Nam mình không được rộng rãi như là vẫn được thường được đề cập đến trên sách báo, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu về văn hóa Tàu. Tôi đưa một thí dụ là đi xuống dân gian miền Nam chẳng hạn, đồng bào mình rất quen với những cái tích gọi là lã bố hí điêu thuyền, tam anh chiến lã bố, tam anh chiến lã bố, mà không bao giờ được hiểu một cách tường tận đến cái nguồn gốc lịch sử của Việt Nam mình, hoặc là được đề cập đến những nhân vật lịch sử của dân tộc mình. Thế ông nghĩ rằng đó có một phần trách nhiệm của những người làm văn hóa chứ không? Tôi nghĩ cái đó có. Và thực sự ra có thể rằng là cái chương trình gọi là giải ảo này của chúng ta đó, tôi nghĩ rằng là thực sự với cái sự khiêm nhượng của mình đó, mình cố gắng mình lâu lâu mình lay động một chút dư luận để quan tâm chuyện đó. Tôi lấy một cái thí dụ khác khá cập nhật. Cái ngày 8 tháng 3 theo dương lịch đó, là cái ngày mà đầu tiên tất cả là phe xã hội chủ nghĩa, tức phe cộng sản ra là cái ngày phụ nữ, sau đó thành là ngày quốc tế phụ nữ. Nó cũng giống như ngày 1 tháng 5 đó là ngày lễ lao động đó là cũng từ bên phía đó ra. Thế nhưng mà từ ngàn xưa rồi thì 6 tháng 2 âm lịch của chúng ta là ngày giỗ hai bà trưng của chúng ta, và nó cũng trùng gần sát với lại cái ngày 8 tháng 3 dương lịch.
sau này đó là chúng ta thấy càng ngày càng ít người tổ chức ra những cái sinh hoạt để tưởng niệm Hai Bà Trưng. Trong khi đó thì cái ngày quốc tế phụ nữ đó thì là rầm rộ, đều nhắc đến cả nàng trao giải phụ nữ gọi là xuất sắc trong năm vân vân ở kia, nhưng mà không ai nhắc đến cái chuyện Hai Bà đó nữa, hoặc là càng ngày càng ít đi. Thế thì thế hệ trẻ về sau này lại còn được coi phim bộ, chơi game về cái chuyện Tam Quốc Chí chẳng hạn đó, càng ngày càng thuộc chuyện Tam Quốc Chí. Và hồi nãy trong một cái kỳ nào đó chúng ta nhắc đến là ông Lục Giận là cái người giết bà Triệu. Yeah. Bây giờ đó trẻ em chúng ta đã không nhớ bà Triệu mà lại nhớ đến Lục Tốn nhiều hơn, mà không biết rằng là cháu của Lục Tốn mới là cái người mà giết một cái bậc anh hùng của dân tộc chúng ta chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là mình cũng nên để ý quan tâm, và có thể rằng là dần dần đó là mình có thể mới cải sửa được. Một phút còn lại của chương trình Giờ Dẻo ngày hôm nay, nếu mà cần phải đưa một câu kết luận thật ngắn gọn xúc tích về Quan Công, ông Nghĩa sẽ kết luận như thế nào? Tôi kết luận là như thế này này, một cái chuyện không có gì là hoang tưởng cả. Có thể trong tương lai đó là Trung Quốc có một cái chiến hạm đặt tên nó là Vân Trường, hoặc là Trường Sinh là tên của Quan Công, để hoặc là chấn ở cái huyện gọi là Tây Sa của họ, hoặc là ở trên cái vùng Trường Sa của chúng ta đó. Thì khi đó chúng ta trả lời ra làm sao, chúng ta ứng xử nó như thế nào, lúc đó chúng ta có ngồi khóc khấn vái ông Trần Hưng Đạo không?